Đối với bóng đá Đông Nam Á, World Cup vẫn ở một khoảng cách rất xa, nhưng đó là câu chuyện của bóng đá nam. Còn tại bóng đá nữ, Đông Nam Á không còn là vùng trũng. Minh chứng là ở 3 kỳ gần nhất đều có đại diện của khu vực góp mặt, đó là Thái Lan vào năm 2015, 2019 hay là Việt Nam và Philippines vào năm 2023. Thậm chí khi đến World Cup, các đội bóng không còn cam phận là kẻ lót đường, phải trở thành rổ đựng bóng, mà ở đó họ mang về những chiến thắng vang dội làm nức lòng người hâm mộ. Chẳng hạn như thắng lợi 3-2 của Thái Lan trước bờ biển Ngà vào năm 2015, hay cú sốc của Philippines khi họ hạ đo ván chủ nhà New Zealand 1-0 ở năm ngoái. Rõ ràng cánh cửa World Cup luôn mở toang với các đội bóng trong khu vực khi bóng đá nữ ít có sự đầu tư trên thế giới và khoảng cách giữa các nền bóng đá cũng rất lớn. Ngoài ra, Đông Nam Á còn nắm bắt vận hội khi FIFA ngày càng mở rộng số đội. Tại World Cup 2027 sắp tới, châu Á vẫn có đến 6 suất đi cửa chính và 2 suất đá playoff liên lục địa. Trên bình diện châu lục, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên và Úc có trình độ vượt bậc. Philippines cũng có tiến bộ đáng ngạc nhiên nhờ chính sách nhập tịch. Các đội bóng còn lại được xếp hạng 2 là Việt Nam, Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và Uzbekistan. Tuy vậy, nếu may mắn với bốc thăm thuận lợi ở vòng loại, chúng ta có thể tránh được các đối thủ mạnh để tăng cơ hội đến vòng chung kết. Song, trước khi chờ đợi sự may mắn, các đội bóng cũng đang tích cực chạy đua cho đấu trường lớn này. Năm 2024, các nước Đông Nam Á không có bất kỳ giải đấu chính thức nào. Dù vậy, không vì thế mà tất cả đứng yên, mọi đội bóng có tham vọng đều vận động. Như Việt Nam chúng ta, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn có những đợt tập trung tùy vào thời điểm trong năm. Mới nhất, đội tham dự một giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc. Huấn luyện viên Mai Đức Chung nhấn mạnh rằng, giải đấu này là bước đệm cho đội tuyển nữ Việt Nam. Và thực tế trong năm nay, chúng ta không có nhiều giải đấu quốc tế. Vừa qua, câu lạc bộ Hà Nội có một giải đấu quốc tế với các câu lạc bộ đến từ Trung Quốc và Philippines cùng với câu lạc bộ Thái Nguyên TNT. Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cũng được thi đấu giải bóng đá nữ vô địch các câu lạc bộ châu Á. Các đội bóng còn lại chưa được thi đấu quốc tế nhiều. Trong khi đó, bóng đá nữ Việt Nam hiện cần nhiều các trận đấu quốc tế để cọ sát và học hỏi. Vì vậy, giải đấu giao hữu quốc tế này rất bổ ích. Mục đích để rèn luyện và cho các cầu thủ làm quen với cường độ tập luyện, thi đấu cao để chuẩn bị cho các nhiệm vụ quan trọng của năm sau. Đây là sự chuẩn bị dài hơi cho lộ trình phía trước và các đối thủ trong khu vực cũng không nằm ngoài guồng quay đó. Philippines đã tập huấn quanh năm suốt tháng, đá với các đội bóng mạnh và va chạm nhiều đối thủ khác nhau. Thái Lan cũng cất công sang tận châu Mỹ để có thêm sự đa dạng về đối thủ. Indonesia bắt đầu đi tắt với chiến lược nhập tịch. Còn Myanmar cũng không hề kém cạnh dù gặp nhiều thử thách về bối cảnh xã hội. Rõ ràng tất cả đều vận động không ngừng cho mục tiêu lấy vé đến Brazil vào năm 2027. Điều này càng khiến thử thách với bóng đá nước nhà trở nên lớn hơn. Cánh cửa dự World Cup cũng đầy chông gai nhưng không có đường nào đến vinh quang được trải bước trên hoa hồng. Cơ hội vẫn chia đều cho các đội và chỉ ai nắm bắt được thời vận, có sự chuẩn bị tốt mới được hưởng thành quả ngọt ngào. Hy vọng rằng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ bước tiếp trên con đường vinh quang trong thời gian tới.